Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, lớp 12D1 trường Trung học phổ thông Kim Động, tỉnh Hưng Yên có nhiều học sinh đạt kết quả cao, nổi bật nhất là em Nguyễn Hồ Quỳnh Hương có tổng điểm các môn thi cao nhất tỉnh và em Tạ Thị Thảo Nguyên là thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10. Mạnh mẽ, bản lĩnh là những nhận xét mà thầy và trò lớp 12D1 dành cho Quỳnh Hương. Học kỳ 1 của lớp 12, sức khỏe bị ảnh hưởng sau khi nhiễm COVID-19. Cùng những biến cố trong cuộc sống, Hương sao nhãng việc học và có ý định không dự thi tuyển sinh đại học. Kết quả học tập tụt dốc, nhưng với sự động viên của thầy cô, gia đình, bạn bè, Hương đã lấy lại tinh thần, tập trung ôn luyện. Chỉ trong học kỳ 2, Hương tiến bộ vượt bậc và luôn dẫn đầu trong những kỳ thi thử. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hương đạt 55,85 điểm là thí sinh có tổng điểm các môn thi cao nhất tỉnh. Mọi người bảo em là nếu mà không học thì làm cái gì, vậy em đã tự suy nghĩ, em tự trả lời. Và sau đó thì em lại tiếp tục là quay trở về con đường học. Quan trọng nhất là vấn đề vẫn là phải tự học. Về nhà mình phải tìm hiểu trên mạng này, mình tìm hiểu sách báo, rồi mình chịu khó sưu tầm tài liệu. Thảo Nguyên là thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10 ở môn lịch sử và giáo dục công dân. Em khá bất ngờ với kết quả này bởi Nguyên là thí sinh tay ngang. Ban đầu em lựa chọn học khối khoa học tự nhiên, lên lớp 12 mới chuyển sang học khối C. Thời gian ôn tập không nhiều, nhưng với niềm đam mê môn lịch sử cùng phương pháp học tập khoa học, Nguyên đạt 27 điểm ở khối C, bước gần đến ước mơ trở thành sinh viên khoa giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được giảng dạy cho trẻ em tự kỷ, tăng động. Em thích đam mê môn sử, nghe về cái môn lịch sử về cái đất nước của mình, mình cảm thấy rất là cuốn. Em cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ là trên lớp thầy cô giảng bài thì em chăm chú nghe giảng và làm thêm bài tập mà thầy cô giao. Quỳnh Hương và Thảo Nguyên là đôi bạn học cùng lớp từ bậc trung học cơ sở. Cả hai có nhiều điểm chung khi đều quyết định chuyển từ nhóm khoa học tự nhiên sang khoa học xã hội. Hai em đều chung quan điểm học ra học và chơi ra chơi, tâm huyết với việc học tập nhưng cũng rất năng nổ, hăng hái với các hoạt động do lớp và nhà trường phát động. Hai em là những em học sinh rất ngoan, chăm chỉ và thực sự học nghiêm túc trong việc học hành, luôn luôn có ý thức tự giác cao và xác định cái mục tiêu học tập của mình. Khi mà các em báo điểm thì không bất ngờ nhưng mà rất là vui và vỡ òa trong hạnh phúc. Kết quả mà Hương và Nguyên đạt được trong kỳ thi vừa qua không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, quyết tâm mà còn là món quà mà các em dành tặng cho thầy cô đã đồng hành, dìu dắt trong những năm học qua.